Essay 9. Tiểu luận 9. My best friend. Bạn thân của tôi. The name of my best friend is Peter King. Tên người bạn thân nhất của tôi là Peter King. He and I are both 10 years old. Anh ấy và tôi đều 10 tuổi. He is slightly smaller than I am. Anh ấy nhỏ con hơn tôi một chút. He has fair hair. Anh ấy có mái tóc vàng. His mother is English. Mẹ anh ấy là người Anh. Peter lives next door to me. Peter sống cạnh nhà tôi. We go to school together every day. Chúng tôi đi học cùng nhau mỗi ngày. We often ride our bikes there. Chúng tôi thường đi xe đạp ở đó. Sometimes my father gives us a lift in his car. Đôi khi bố tôi cho chúng tôi đi nhờ bằng ô tô. Sometimes we walk. Đôi khi chúng tôi đi bộ. At break, Peter and I play in the playground together. Vào giờ giải lao, Peter và tôi cùng chơi ở sân chơi. Peter is a very good tennis player. Peter là một tay chơi quần vợt rất giỏi. He is teaching me to play. Anh ấy đang dạy tôi chơi. We often share our snacks. Chúng tôi thường chia sẻ đồ ăn nhẹ của mình. We have lunch together in the school canteen. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở căng tin trường. Peter spends a lot of time at his computer. Peter dành rất nhiều thời gian bên máy tính của mình. He can do a lot of things on it. Anh ấy có thể làm rất nhiều thứ trên đó. His father works for a computer company. Cha anh làm việc cho một công ty máy tính. I am going to England with Peter next year. Tôi sẽ đi Anh với Peter vào năm tới. I am very excited. Tôi rất hào hứng.